Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nửa đêm 15 tháng 5, vợ chồng ông Lê Tấn Anh và bà Trương Thị Mỹ Lệ ở ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đang thiêu thiêu ngủ trong con chòi bán tạp hóa của gia đình thì nghe một tiếng nổ lớn. Ngồi bật dậy nhìn ra, ông bà hoảng hồn khi thấy căn nhà của mình ở kế bên đang bùng cháy dữ dội. Trong căn nhà ấy có ba người con gái của ông bà đang ngủ. Nghe tiếng kêu la thảm thiết giữa đêm hôm vắng lặng, bà con xung quanh ở cái xóm nghèo nhưng giàu tình nghĩa lập tức chạy tới cứu giúp. Biết trong nhà có người nên mọi người khẩn trương ứng cứu, nhưng phải mất vài phút để cắt sợi dây chỉ ai đó đã cố tình buộc vào cửa. Mọi người mới đưa được ba cô gái đã ngất lịm ra ngoài tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do bỏng quá nặng nên ngay ngày hôm sau cả ba cô gái lần lượt qua đời. Tại hiện trường vụ cháy, công an thu giữ hai chiếc can nhựa rỗng, một chiếc còn sót lại dung dịch ban đầu nghi là axit, một chiếc có mùi xăng. Cùng với đó, sợi dây chỉ buộc phía ngoài cánh cửa ra vào nhà nạn nhân lúc xảy ra vụ hỏa hoạn cũng được công an thu giữ như một manh mối phá án. Kết hợp với lời khai của bố mẹ, các nạn nhân và các nhân chứng, ban chuyên án nhận định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng được lên kế hoạch từ trước. Sau khi gây ra tội ác kinh hoàng và rời khỏi hiện trường, sát thủ Nguyễn Văn Dương đã đón xe ôm về Ba Hòn, gặp chủ ghe Hồng Đại, xin ứng 1 triệu đồng với lý do để lo cho người nhà đang bị bệnh. Tưởng thật nên người chủ ghe đã đồng ý đưa tiền cho Dương, mà không ngờ mình đã tiếp tay cho hung thủ chạy trốn. Có tiền, lập tức Dương đón xe đò lên thành phố Hồ Chí Minh, rồi sau đó tiếp tục phiêu bạt ra thành phố Vũng Tàu. Trong hành trình trốn truy nã để che giấu thân phận, Dương đã đổi tên thành Lê Kim Nguyên và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Trong khoảng thời gian lẩn trốn tại thành phố Vũng Tàu, ban ngày Dương trốn chui trốn lủi ở các làng chài vùng ven biển. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới dám ló mặt ra chợ làm thuê kiếm sống tại khu vực bãi biển sau. Dương chẳng khi nào ngủ ngon giấc vì nơm nớp lo sợ sẽ bị công an ập đến bắt giữ vì tội ác đã gây ra. Sau đó Dương đã xin đi làm thuê cho một ghe đánh bắt hải sản ở những vùng biển xa bờ, lâu lâu mới trở về đất liền. Cuộc sống của Dương từ đó lênh đênh trên biển, nay đây mai đó, chạy dài từ cửa biển Khánh Hội, tỉnh Cà Mau đến Vũng Tàu. Trong những ngày tháng đó, qua những lần ghe cập bến ở cửa biển Khánh Hội, Dương quen rồi cặp bồ với một người đàn bà hơn mình khá nhiều tuổi. Biết rõ thân phận của mình nên Dương chẳng dám kén cá chọn canh mà nhanh chóng chung sống già nhân ngãi non vợ chồng với người này. Trong những khoảng thời gian ngắn ngủi, mỗi khi ghe cá của Dương cập bến, Dương lại tranh thủ lên bờ sum họp với tình nhân. Nguyễn Văn Dương, kẻ sát nhân gây nên thảm án kinh hoàng, đã chọn cách lênh đênh trên biển, mượn biển cả làm nơi ẩn náu và y đã trốn trong 5 năm. Những tưởng mọi việc đã rơi vào quên lãng nên Dương yên tâm tận hưởng tình yêu mới. Cho đến một ngày ghe cập bờ, hắn bước chân lên đất liền. Trở lại vụ án năm xưa, sau khi khoanh vùng các đối tượng khả nghi, ban chuyên án thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1981, ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, khi các trinh sát đến gia đình Dương để xác minh, thì hắn đã biến mất khỏi nơi cư trú một cách bất thường. Ngay lập tức, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án để phục vụ công tác điều tra. Qua xác minh thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở khẳng định Nguyễn Văn Dương chính là hung thủ gây ra vụ án thảm khốc này, nên đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với hắn. Gần 5 năm trôi qua, những tưởng hung thủ đã cao chạy xa bay, không thể truy tìm được nữa, thì một ngày cuối năm 2011, bất ngờ các trinh sát nhận được nguồn tin quan trọng về nơi ẩn náu của Dương. Trong dịp lễ Noel năm 2011, Dương mạnh dạn xin chủ ghe nghỉ vài ngày, rồi hẹn hò với người tình gặp nhau tại bến xe miền Đông. Ngày 24 tháng 12, khi Dương vừa bước chân xuống bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, thì hắn đã bị các trinh sát đón lõng và bắt khẩn cấp theo lệnh truy nã, kết thúc 5 năm trốn chạy tội ác của hung thủ.
Nguyễn Văn Dương sinh ra trong một gia đình nghèo nên phải nghỉ học sớm, xin đi làm công nhân trên một chiếc tàu đánh bắt hải sản xa bờ ở vùng biển Kiên Giang. Năm 2006, Dương quen biết với Lê Yến Linh, sinh năm 1990. Lúc đó Yến Linh mới bước vào tuổi 16, nhưng rất duyên dáng, lại chịu khó, hiền thục nên được rất nhiều chàng trai cùng lứa để ý. Trong số ấy có Dương và hắn may mắn được Yến Linh ít nhiều đáp lại tình cảm. Sau những ngày lênh đênh trên biển, khi trở về đất liền là Dương đến nhà Yến Linh chơi. Thấy Dương có vẻ bề ngoài hiền lành, chất phác nên gia đình Yến Linh cũng không phản đối việc tác hợp cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng. Trong một lần Dương rủ Linh về nhà ở phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá chơi. Tại đây Yến Linh vô cùng sốc khi thấy Dương nói chuyện với cha mẹ hắn rất vô lễ, cộc cằn và hỗn xược. Từ đó Linh đã trăn trở suy nghĩ rất nhiều trước khi đi đến quyết định chia tay với Dương. Sau khi nói lời chia tay, Yến Linh luôn tìm cách tránh mặt Dương, sớm chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với hắn. Nhưng Linh càng tránh né thì Dương lại càng quyết tâm chinh phục bằng được. Trong một chuyến ra khơi trở về, Dương lại tìm đến nhà Linh để bày tỏ tình cảm nhưng vẫn bị từ chối. Để chứng tỏ tình cảm lẫn gây áp lực với Linh, Dương đã lấy vật sắc nhọn tự làm đứt một ngón tay trỏ trái của mình. Tuy nhiên Yến Linh vẫn không thay đổi quyết định nên Dương đành hậm hực ra về. Buồn tình do bị người yêu cự tuyệt, Dương nung nấu ý định trả thù vì cho rằng Yến Linh đối xử với mình quá phũ phàng. Với suy nghĩ không ăn được thì đạp đổ, Dương ra chợ mua 1,5 lít axit rồi đi thẳng đến nhà Yến Linh với ý định dùng axit hủy hoại nhan sắc của người yêu để cô không thể đến với người đàn ông khác. Đến khu vực nhà Yến Linh lúc trời tối, Dương nhẹ nhàng đi đến buộc chặt cánh cửa ra vào của nhà người yêu với mục đích khi tạt axit mọi người trong nhà sẽ không thể chạy ra ngoài được. Buộc cửa xong, Dương nhẹ nhàng trèo lên vách nhà, sát căn phòng nơi ba chị em Lê Yến Linh sinh năm 1990, Lê Thảo Linh sinh năm 1993 và Lê Thị Mỹ Linh sinh năm 1996 đang ngủ để đổ axit xuống người ba cô gái. Tuy nhiên, do Yến Linh chưa ngủ nên Dương không thể thực hiện được ý đồ của mình và hắn phải quay trở về. Đến khoảng 20 giờ ngày hôm sau, Dương ra chợ Tà Niền mua thêm 2 lít xăng. Lần này Dương đợi đến gần khuya khi mọi người đã ngủ thật say. Khi gần 12 giờ đêm, Dương nhẹ nhàng trèo lên vách nhà, tưới xăng lên mái nhà nơi ba chị em Yến Linh đang ngủ. Khi đó thấy nước có mùi xăng chảy xuống giường, Yến Linh nghi có chuyện không lành đã đánh thức hai đứa em thức dậy, chạy ra khỏi giường nhưng cửa đã bị khóa từ phía ngoài nên không thể thoát ra được. Cùng lúc đó ở phía bên ngoài, Dương đã lạnh lùng châm lửa đốt cháy ngôi nhà. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan nhanh rồi táp vào chiếc bình ga của gia đình nên đã phát nổ, gây nên vụ thảm sát gây chấn động cả miền Tây. Về sau, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Nguyễn Văn Dương tử hình về tội sát hại người, 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.